xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với đường đua của chúng tôi ở vòng thi thứ hai mang tên gọi Ai Nhanh Hơn. Luật chơi của chúng ta như thế nào? Mỗi đội sẽ có 2 phút với chiếc xe điều khiển này. Đó, nhiệm vụ của mỗi đội đó chính là trong 2 phút làm đổ thật nhiều những chú mèo đang đứng trên kia. Mỗi chú mèo được làm đổ sẽ được cộng 1 điểm. Nhưng lưu ý, sẽ có điểm trừ khi mà chúng ta làm đổ luôn những quả bowling. Và ở trong vòng thi này, vòng thi thứ hai, đội nào chiến thắng nhận về cho mình 20 điểm. Wow. Cùng với một quyền ưu tiên, đó chính là nhân đôi số điểm ở vòng thứ ba. Còn nếu như mà về nhì sẽ được 15 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi đầu tiên của đội khách, xin mời. Cố lên. Mèo được 1 điểm nha. Bowling là bị trừ 1 điểm nha. Một mèo rồi anh ơi. Ủa mình đi một đường. Con đi mèo đi. Tiếp theo. Có lẽ đang nhắm đến con mèo màu vàng. Đúng rồi, trời ơi, dẹp xe thôi mà lật được mèo ngã luôn rồi. Anh tuổi mèo hả? Dạ. Cái này là mình đang thúc đồng loại mình hả? Đúng rồi. Ủa đi đâu xa dữ vậy ta? Chiến thuật. Ồ, hai con mèo ngoài kia không đi... thoát được tới Tống Hoàng Nhiên. Ủa, hình như sao á? Ơi. Mất sóng, lùi lại. Mất sóng. Đây. Hỗ trợ. Bị dính cái chỗ cái dốc. Rồi đi. Anh đi tới Bình Chánh mất sóng rồi. Ây da, ngã nữa rồi. Quá xuất sắc. Chưa có quả bowling nào bị ngã cả. Mấy phút, nhanh lên. 2 phút thôi. Đây, thời gian đồng hồ nè. Đuổi hai con mình đó luôn. Qua tử hai đứa nhỏ mình đó. Wow. Hay quá, mèo. Không phân biệt, chưa quen chưa. Chuẩn nó lại, đen chuẩn. Ủa, 1 phút nữa. Gán lên anh ơi, con mèo màu tím mới đợi anh kìa. Ây da, ngã rồi, xuất sắc. 24 giây nữa. Còn có 3 con hả anh ơi, gán ba con thôi. Quay lại, chưa hai con kia đi, hai con kia một đường đó, hai con kia một đường. Ui, đó. Yeah. Đúng rồi, chúng ta đừng có chờ điểm. 10 giây. Hiểm quá. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là những cái mèo chúng ta đã ngã rồi. 10 giây mà thôi. Rồi. Ơi, lết quá vậy. Hết giờ. Wow, xuất sắc. Kính thưa quý vị, và tay đua Tống Hạo Nhiên đã mang về cho mình tất cả là 8 mèo. 8 điểm cộng, chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt chơi của đội nhà. Và chiến thuật của đội nhà đó chính là 50-50. Chia ra mỗi người, mục tiêu của mỗi người là bao nhiêu con mèo con? 5. Con nhớ nhà chỉ có 2 phút mà thôi. Và ngay bây giờ, lượt chơi đầu tiên của Khả Hân bắt đầu. Vô vô. Đi. Tuyệt vời, cú đầu tiên mà ngã nha chứ Bully. Con càng hết chú, vừa phải vừa trái gì đó. Quy. Wow. Ê. Yeah. Trời ơi đó. Cộng 1 và trừ 1. Đó, quất. Quy. Mấy cái lạng lạng. Đó, sẵn luôn. Có một tiếng nè. Mèo tiếng đi con. Đi con một tiếng kìa. Mèo tiếng nè. Con đi đâu vậy? Đi gửi xe luôn. Quẹo đi. Quẹo gửi xe luôn con. Con ơi, vô, con ơi, đừng ra, đừng cấm nữa con ơi. Con ơi, cho chừng lọt đèo đó con. Hết giờ rồi. Vậy là cộng 0 điểm. Cộng 0 điểm. Chiến thắng tuyệt đối đã nghiêng về đội khách. Xin chúc mừng. Xin mời. 20 điểm cộng và một quyền ưu tiên. Nhân lên số điểm ở vòng thứ 3. Đội về nhì của vòng 2 này cũng nhận được 15 điểm. Chúc mừng tụi con. Wow. Số điểm là 40 và 60. Khởi động lại bộ não một lần nữa để đến với vòng thi nhanh trí.